Ok em xin kính chào tất cả anh em mình đã quay trở lại và theo dõi kênh Đăng Khoa Audio nha Thì hôm nay em vừa về thêm một lô CBL anh em ạ à. Cái mẫu này thì hổng gài em đang chờ hàng để về bán Tết cho anh em mình nè à. Nhưng mà hôm nay thì nó mới về được nha Thì cũng còn kịp gửi hàng nha anh em ha Thì em xin thông báo về cái lịch gửi hàng của bên em cho anh em mình mua hàng tiện việc theo dõi và mua hàng hơn nha Thì em sẽ nhận gửi hàng tới hết ngày 25 ha Tức có nghĩa là ngày 27 tây nha anh em nha Đó thì à ngày 25 mình á ha 25 Tết mình á tức có nghĩa là ngày 27 tây là ngày đó là ngày em gửi hàng cuối cùng trong năm nha. Còn nếu như mà qua ngày đó anh em mình có đặt hàng thì em sẽ ghi nhận lại và qua năm em sẽ gửi hàng khi mà bên em khai trương lại thì em sẽ gửi hàng cho anh em mình luôn nha. Đó, thì anh em nào mà đặt trước ngày 25 mình á ngày 25 tết mình tức có nghĩa là ngày 27 tây thì em sẽ gửi nha. tại vì ngày 27 tây là ngày cuối cùng em gửi hàng. đó. còn nếu mà anh em mà đặt qua 27 tây thì em cũng sẽ nhận đơn và qua tết vừa ăn tết xong thì bên em khai trương xong thì em sẽ gửi hàng cho anh em mình luôn nha. đó rồi ok. anh em mình có nhu cầu sản phẩm nào thì có thể liên hệ với em. ha. Tại em bán cái hàng này thì nói chung em nghĩ là anh em mình cũng không cần gấp lắm đâu. tại những hàng của em á. À, đa phần anh em mình thấy thích là anh em mình mua, có nhiều khi anh em mình chuyển tiền còn dặn để nó đi khi nào nhiều nhiều lấy một lần luôn <laughs> rồi ok, thì hôm nay em sẽ giới thiệu với anh em mình là cái mẫu lo của JBL anh em nha à, lo JBL GTO609C nha anh em, con này là con lo bass ha, lo bass của JBL hàng Mỹ xịn nha anh em ha con này là hàng chính hãng nha, đó hàng chính hãng xịn so, Đó, anh em mình thấy không màn là màn carbon nha anh em ha màn carbon gần là gần cao su ha nó màn nó thì nó có những cái sợi carbon đang nhuyễn lại với nhau nhìn rất là mịn và đẹp luôn gờ cái tay vào thì rất là láng nha anh em nha nó gờ thì có sới của nó thì rất là láng luôn đó thì nó đang từ những cái sợi carbon nhỏ lại rất là đẹp luôn anh em ạ à. cái màn này là màn carbon xịn nha nó hàng JBL mỹ xịn nó hàng xịn sò chính hãng nha anh em đó đây gần cái em nói là gần cao su nha gần cao su nó gần cao su béo nha con này đảm tiếng bát tốt lắm anh em ạ à đây một tí nữa thì à, em quay chi tiết là đâu kích thước cho nên mình xem luôn đó ha thì con này đường kính lo đường kính lo là 16 nha anh em ha đó đo phủ bì của em nó là sáu kém một tí nha đó, kém một tí còn tính luôn cái tay này thì nó là 10 à... 17 nha anh em ha, tính luôn tay là 17 nha. Nó tính luôn hai cái tay bìa hai bên này là 17 nè, còn không thì nó có 16 nha anh em. Lo này nó là một tất 6. Để cho anh em mình lắp xe ô tô ha. Anh em nào mà đang có những cái xe ô tô mà có đường kính lo giống như vậy thì anh em mình thay thế lắp vào ha. Những cái lo có đường kính 16 thì anh em mình để lắp cái cụ lo này vào được. Con này đánh tiếng bass tốt lắm nha anh em. Đó ha. Đây. Hàng thì nói chung là hàng này nói chung là xin đẹp nguyên bản nha anh em ha. Đó, đây là trạm lo, trạm lo mạ vàng ha, rất là đẹp. Đó đây là mặt lo anh em mình nhìn cái mặt lo thấy cưng không ha màn carbon nha anh em màn carbon con này đánh tiếng bát ha hay chuyên về tiếng bát tiếng súp á nó anh em nào mà đang cần lo 16 mà đánh tiếng bát lực thì liên hệ với em nha đó và dưới này thì nó có cả cái lỗ hơi để cho em nó hoạt động nữa nha anh em ha đó, con này thì uh, JBL GTO 609 nha con này thì của JBL Haman nha anh em ha hàng Haman nha đó đây con này thì công suất của nó là 90W nha Max tới tận 270W lần Nhưng mà bình thường thì anh em mình dùng tầm chừng 100W hơn 100W cặp này ha Còn công suất này là công suất chịu đòn mát của em nói nha đó, Công suất này thì nó có thể hoạt động trong một cái thời gian ngắn nào đó Ví dụ như anh em mình lỡ tay vặn âm ly lên công suất quá lớn đi Thì nó có thể chịu đòn được cái công suất này ha Còn anh em mình cũng không nên để hát ở công suất này quá lâu nha anh em đó thì con này anh em mình dùng thì nói chung là cỡ chừng vài chục quát hoặc là hơn trăm quát là đánh rất là lực rồi rất là lớn rồi ha còn công suất này là công suất chịu đòn khi mà anh em mình lỡ tay hoặc là con cháu gì bạn âm ly lên quá cỡ á thì nó có thể chịu đòn cho anh em mình một tí để anh em mình giảm âm lượng lại đó nha đó thì đơn giản là như vậy cho nên mình hiểu chứ không phải là 270 trăm bảy mươi anh em mình cứ quất 270 trăm bảy này hoài là không được đâu nha đó thì những cái lo này nó hoạt động công suất nó trừ tầm vài chục quát hoặc là hơn trăm quát là rất là tốt luôn anh em nào mà có những cái con amply mà chừng chục watt hoặc là hơn trăm watt á thì đánh cặp lo này nghe nhạc hoặc là, anh em mình nghe Vina Hell, ha nhạc mạnh đâu đó là hay nha đó đây à, giá thì em sẽ để cho nên mình giá là một triệu uh, à, 1 triệu 300 ngàn một đôi ha Giá là 1 triệu 300 ngàn một đôi Hàng JBL chính hãng nha anh em Ở Con này là hàng của JBL ha. JBL GTO 609C Em cam kết với anh em mình là hàng JBL Haman chính hãng nọ nha hàng này nếu mà không phải hàng chính hãng là em đền em em đền cái tiền anh em mình mua hàng lại luôn uy tín với anh em mình luôn ha em cam kết là hàng chính hãng của JBL nha anh em giá là một triệu ba một đôi giá rất là tốt cho anh em mình sưu tầm luôn nha đó thì anh em mình có thể tham khảo giá trên thị trường ha những cái mẫu lo JBL như thế này thì rất có rất là nhiều nơi bán ha thì em bán giá là một triệu ba anh em mình cứ tham khảo ha nói chung là giá này rất là tốt rồi hàng JBL chính hãng nha anh em đó đây thì à, bây giờ em sẽ tiến hành em à test cho anh em mình nghe một đoạn nhạc nha anh em mình có, có nhu cầu thì uh, liên hệ với em ha đó rồi xin mời anh em mình cùng nghe một đoạn nhạc anh em mình thấy cái tiếng nó đánh khá là lực ha cái này em đang để ở ngoài thôi anh em mình uh, cho vào thùng thì uh, cái tiếng nó quy lực hơn như thế rất là nhiều đó anh em mình nhìn cái màn lo nó đánh thôi là đã biết rồi ha đó Bánh như thế này thì khi mà cho vào thùng thì tuyệt vời anh em ạ à. đánh lực và khá là trong tiếng nha rồi ok thì à, em vừa test cho anh em mình nghe xong một à, đoạn nhạc à, đoạn nhạc sàn nha nó nhạc mạnh thì cái dòng này á bây giờ mà anh em nào mà có ô tô á anh em mình đi vào những cái ra la lớn á để mà anh em mình độ lo xe ha thì anh em mình yêu cầu là những cái lo này thì à, những cái hãng lớn người ta sẽ có những cái lo này để mà người ta độ cho anh em mình nha nhưng mà với cái giá tiền thì nó sẽ cao hơn cái giá là 1 triệu một triệu ba một đôi em bán như thế này rất là nhiều tại những cái hàng này á, nói chung là em cũng quen biết á em mua thanh lý ra được giá tốt thì em bán cho anh em mình giá tốt thôi chứ những cái lo này mà anh em mình vô hãng để mà anh em mình độ á ha nó thì những cái dòng này dòng chính hãng mà anh em mình vô những cái ra la lớn á anh em mình hỏi dòng lo này chắc sẽ có nhưng mà giá nó sẽ rất là cao nha chứ không có được giá như em bán đâu anh em mình coi có nhu cầu thì liên hệ với em để rước em nó ha nó còn nếu mà anh em mình uh, ưng những cái mẫu nào ha những cái mẫu đồng trục thì nhắn em ha em cũng có mẫu đồng trục bóton để coi anh em mình uh, nghiên cứu thêm ha còn cái mẫu này thì đánh tiếng bát quá là tốt rồi vừa đẹp vừa sang luôn em ạ à. lo nhìn rất là đẹp nha lo này anh em mình lắp lo thùng đồ nhìn cũng đẹp lắm ha để trưng bày phòng khách đâu nhìn rất là đẹp và sang luôn đó nhìn bên ngoài vô thì nói nhìn cái màn carbon này thôi là đã đủ chất lượng rồi đó khỏi cần nhìn về tới cái củ lo nha anh em đó củ lo đây JBL GTO ha đó không GTO 609C nữa ha đây lỗ này là lỗ hơi nha để nó thoát hơi cho con lo nha anh em đó haman mang đó JBL hàng chính hãng giá là một triệu ba một đôi anh em mình có nhu cầu thì liên hệ với em qua hai số điện thoại phía trên màn hình nha và em xin nhắc lại đây là lo bát nha anh em lo bát đã đánh tiếng bát rất là lực luôn rất là tốt nha rồi thì clip của em cũng xin được kết thúc tại đây thôi xin chân thành cảm ơn anh em mình rất là nhiều đã dành thời gian quý báu của anh em mình ra để xem một liệu ủng hộ em nha rồi em xin chào tất cả anh em mình và hẹn gặp lại tất cả anh em mình trong một clip tiếp theo nha rồi em xin chào và แห่งกับราย